Xin chào các bạn, tôi là Châu Thúc Vân, tôi đến từ Việt Nam, là một vận động viên của bộ môn Taekwondo Việt Nam. Hôm nay sinh nhật lần thứ 26 của Thiên. Tôi rất vinh dự vì đã được hợp tác với tập đoàn và tham gia vào thời khắc lịch sử này. Tôi muốn gửi lời chúc chân thành và nhiệt liệt nhất đến với tập đoàn, chúc cho sự nghiệp của Thiên ngày càng phát triển, chúc cho lễ hội mừng sinh nhật của Thiên lần thứ 26 thành công rực rỡ. Cảm ơn các bạn.